Đây là kênh của em nói nha các bác, có logo BVK phía trên và bên trong khi chúng ta mở ra cũng có logo BVK nha. Đây là lưới ngắt ngay nha. Cặp này em đang giao các bác giá bao gồm phí ship luôn á, tặng nơi các bác nhận hàng là 11 triệu bao gồm phí ship. Nó sở hữu một trap dom và một bass 20. Đây là phần bass đồng trục, bass mic đấy. Nguyên zin nha, gân zin luôn nha các bác. Lỗ thông hơi phía trước tiếng bass khá là mạnh mỹ ở phía model 602S2 này. Đẹp len keng luôn nha. Đây cạnh này các bác. Rơi thùng xốp nha. Những cặp vàng cherry này rất là hiếm. Thiết kế của nó là gồm một lỗ thông hơi, một bass mic, một chép đo. Giá 11 triệu bao ship, nếu chuyên khoan đủ em bớt 200. Còn 10 triệu 8. Lo đẹp mỹ miều luôn nha. Những cặp bãi hàng nội địa của Anh Quốc, nghe rất là phê. Bác nào đang ở chung cư hoặc là có phòng mà nghe nhạc khoảng 30-35 mét vuông ở lại thì bê nghe em này. Thích sự gọn gàng, không cầu kỳ mà tiếng hay thì BVK là lựa chọn tuyệt vời nhất nha. DM602S2 120W trên một thùng 8 ôm. Series là 016265 016266 liền kề. Đấy, cầu loa nguyên mọc. Giá 11 triệu bao ship, cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên là em ship hàng nha. Hay bác nào chốt cặp DM602S2 này về nghe nhạc thì trưng bày thì liên hệ cho em nha. Dòng BVK thì hầu như loa nào cũng hay quá. Có bác nào chơi loa châu Âu là biết rồi, BVK, Tăng Noi, hai hãng rất tuyệt vời. Nhưng mà BVK thì nó luôn luôn hay hơn Tăng Noi ở phân khúc tầm tiền. Nếu 10 triệu một cặp BVK và một cặp Tăng Noi thì BVK nó nghe hay hơn rất là nhiều nha các bác. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác. Bác nào chốt cặp 602S2 này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên, em ship hàng tận nơi. Chuyên khoản đủ thì em bớt 200. Cái đây là cái đó là em bán hồi giờ rồi. Chuyên khoản đủ thì đỡ tốn tiền phí tu hộ thôi, nên em bớt tiền cà phê cà pháo để các bác mình có thể giao lưu cà phê. Còn vâng, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cặp này kích thước là cao 57 và ngang là 25 và sâu là 25, sở hữu 2 bass 20, một chép đom lụa với chất âm mềm mại chuyên nhạc vàng, các bác nghe những dòng nhạc mà trữ tình đó, rất tuyệt vời. Với kích thước và cấu hình như thế này, nó có một bass hỗ trợ nên là tiếng bass nó khá là tốt và mềm. Các bác có thể chơi ở những cái phòng khoảng là 30-40 mét vuông là vô tư, mình nghe nhạc vàng, nhạc bolero. Thùng thông gỗ vàng rất là đẹp, xuất sắc, các bác có thể trưng bày. Thiết kế thì gọn gàng, các bác có thể chơi đàn, chơi âm ly cổ, những dòng âm ly đài, âm ly đàn cổ rất là hay nha. Con này em đang giao cho các bác giá rất là tốt là 9.500.000. Đây là những dòng loa cổ chuyên nhạc vàng nha. Hàng em tuyển về nguyên mộc và zin hết nha. Hoạt động hoàn hảo hết, cặp series liền kề luôn các bác. Những dòng đích tình họ rất là trơn chuốt, của sản phẩm của họ ở thời kỳ này họ đã sử dụng được cái trọng loa bắp chuối rồi nha các bác. Đã sử dụng trọng loa bắp chuối rồi. Đích tình 15XR 8 ôm. Series là 161 và 162. Series liền kề nha các bác, đúng cặp nha. Martin An Lan hàng nòi của Victon đó các bác. Victon 15XR. Giá 9.500.000 nha. Các bác đã có một cặp loa chuyên nghe nhạc vàng rồi đấy. Để em mở kênh ra để các bác cùng ngắm tiếng loa nha. Nó được làm thủ công hết nha các bác, như những dòng loa AR đó. 9.500.000 nha, chuyên khoan đủ thì em bớt 100 còn 9.400.000. Victon 15XR. Đây là cái hình thức và cấu hình loa của cặp Dicton 15XR. Nguyên mộc, nguyên zin hết, nó sử dụng gân của su là gân nguyên zin. Nó có được một cái bass hỗ trợ tiếng bass này các bác. Đây. Bass hỗ trợ này, cũng là bass 20 luôn. Đây bass chính. Đây. Tiếng loa cực đẹp nha. Đây là chi chép dom lụa của Dicton, Carleton, Martin An Lan. Lụa nguyên zin hết, nói chung là em kiểm tra nguyên zin hết rồi. Hàng em về tuyển rất là kỹ. Về icon nó sẽ có một cái logo và phía trong khi mở icon ra các bác sẽ có một cái logo luôn. Đấy, Dicton, Carleton, 15XR, bass 20 và 2 bass hỗ trợ. 9.500.000 nha các bác. Các bác về nghe nhạc vàng với cặp này quá tuyệt luôn á. Các bác nhà ở chung cư rồi á, nhà nhỏ nhỏ thì chung cư nó gọn gàng các bác. Chơi những cặp này rất tuyệt luôn. 9.500.000 nha các bác. Dòng châu Âu thì khỏi bàn rồi.
dòng chuyên Nhật vàng nhà Bolero đó các bác. Bác nào lấy cặp này thì cứ alo trực tiếp cho qua hai số điện thoại trên nha, chỉ không đủ thì em bớt 100, còn 9,4 triệu. Cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên là em ship hàng nha. Rồi thân ái xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.